in tiền đừng mắc bẫy cá mập nha các bạn nhá à, trong ngày hôm qua và ngày hôm kia thì Bitcoin chỉnh khá là mạnh, giảm từ 72k xuống về vùng 65 à, và có những lúc nó về đầu đầu 64. Nhưng mà các bạn đừng mắc bẫy cá mập các bạn nhé. Tại vì hiện tại lượng tiền đang được in ra rất là nhiều. Hôm qua Stablecoin được in ra là 250 triệu. Rồi à, USDT các bạn này có đây 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 lúc 9 giờ tối có 1 tỷ USDT lại được min ra các bạn chưa kể là USDC thì win ra quá trời luôn các bạn nhìn này ở 4 giờ tối hôm qua nó in ra 52 triệu sau đó in ra 68 triệu nếu bạn cộng kế chỗ này chỗ này thì là 120 này 120 lúc nãy 200 rưỡi là 370 37 gần 400 rồi các bạn gần 400 cái chỗ này in 50 tức là 1 tỷ 1 tỷ USDT rồi gần 400 triệu USDC Vậy là 1 tỷ tư các bạn 1 tỷ tư được in ra Chưa kể là những cái Những uh, cái uh, 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 Những cái lệnh in ra Trước đó này các bạn này In ra 134 triệu nhá 1 tỷ tư cộng với 130 1 tỷ 6 1 tỷ 6 Đấy chỉ có vài ngày thôi các bạn Vài ngày thôi nó đã in ra 1 tỷ 6 USDC và USDT Vậy in ra để làm gì các bạn In ra để làm giá Để thu gom uh, Bitcoin, ETH và Oncoin Và mỗi mỗi lần nó in ra như thế các bạn Thì trong ngắn hạn giá nó sẽ bị đâm Đâm là gì? Cá mập nó muốn mua được giá tốt các bạn ạ. Nó mua được giá tốt Nó có cái mức chiết khấu Rồi nó mới đẩy giá lên anh chị em Nên là đừng mắc bẫy cá mập nhá Nếu các bạn mà không mua được uh, Ở cái mức giá giá mà hiện tại nếu mà anh chị em nào mà đang âm trạng thái khoảng tầm uh, 20 30% ấy nếu mà anh chị em chốt ấy thì anh chị em có khả năng anh chị em chốt tại đáy đấy.